Bạn có biết mái tóc cũng có ngôn ngữ riêng của mình? Thật đấy, hãy lắng nghe những điều kỳ diệu từ ngôn ngữ tóc mềm mượt trong chương trình Một Ngày Mới. Tuần này sẽ là một bạn gái rất dịu dàng đến từ thủ đô Hà Nội. Bạn ấy mong muốn thử nghiệm phong cách cổ điển đang thịnh hành, nhưng vẫn muốn thật khác biệt và ấn tượng. Làm thế nào bây giờ? Hãy cùng Xuân Siêu đi tìm câu trả lời vào thứ Bảy, ngày 9 tháng 6 lúc 20:30 trong chương trình Một Ngày Mới.